Thúy Trần xin chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại cùng với kênh ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay Thúy Trần đang lưu thông trên tuyến đường DT754B hay còn được gọi là tuyến đường Đồng Tâm Tà Thiết thuộc về địa phận xã Lộc Thành, huyện Độc Ninh, tỉnh Bình Phước. Và tuyến đường này của chúng ta đang được quy hoạch và mở rộng tới năm 2025 sẽ có lộ giới là 60m. Tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp từ cổng chào Lộc Ninh đi thẳng vào khu vực khu du lịch Tà Thiết quý anh chị nhé. Và xung quanh khu vực này của chúng ta đang được quy hoạch rất nhiều các cụm khu công nghiệp như khu công nghiệp Độc Thành, khu công nghiệp Độc Thịnh. Và ngày hôm nay Thúy Trần sẽ chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn một lô đất nền có tổng diện tích là 1.000m² để quý anh chị và các bạn chúng ta cân đối đầu tư. Vâng, và đường vào trong lô đất của chúng ta hiện đang là đường đất quý anh chị. Đường đất này đang có lộ giới là 3.5m quý anh chị nhé. Và từ vị trí này thì chúng ta dễ dàng kết nối ra tuyến đường DT754B chỉ trong vòn vẹn là 1.5km và dễ dàng lưu thông ra tuyến đường quốc lộ 14C đang được nâng cấp và mở rộng có lộ giới tới 60m chỉ trong vòn vẹn là 2km. Lưu thông ra tuyến đường quốc lộ 13 chỉ trong vòn vẹn là 3.5km. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, trong những năm trở lại đây thì huyện Lộc Ninh đang là một trong những đơn vị được giới anh chị em đầu tư của chúng ta cân đối rất là nhiều và lựa chọn, bởi không chỉ giá đất được còn rẻ mà còn đang được quy hoạch rất nhiều các cụm khu công ty, xí nghiệp và đặc biệt là đang được mở rộng hệ thống công, hệ thống giao thông. Vâng, và lô đất ngày hôm nay Thúy Trần chia sẻ sẽ là một lô đất xào có tổng diện tích là 1.000m² và lô đất này chưa có lên thổ cư quý anh chị nhé, với quy cách là ngang 10 dài 100 thưa quý anh chị. Vâng, ưu điểm của lô đất này của chúng ta thì sẽ nằm ở một vị trí cũng rất là tiềm năng và cạnh lô đất thì đã có nhà dân xây dựng rồi. Và lô đất này của chúng ta cũng sẽ có một phần hạn chế là chưa nên thổ cư. Chính vì vậy quý anh chị các bạn đầu tư thì chúng ta sẽ cần lên thổ cư, sẽ cần đăng ký khi mà gói thổ cư của chúng ta về thì nó sẽ thuận tiện hơn. Với những lô đất này của chúng ta thì sẽ có mức giá chào bán là 850 triệu quý anh chị nhé. Và sau khi lên thổ cư thì chúng ta có thể tách ra thành hai nền với quy cách là ngang 5 dài 100 vẫn rất là hợp lý á. Vâng, và theo quy hoạch của hệ thống giao thông tại khu vực huyện Lộc Ninh thì đường đằng trước nhà hiện nay đang là đường 3.5m là đường đất, nhưng sau này sẽ được mở rộng quy hoạch lên tới lộ giới là 12m. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Thúy Trần đã chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn một lô đất xào nằm tại khu vực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Hoặc quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư phân khúc đất nền từ 450 triệu đến 550 triệu thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần nhé. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.